Ok, xin chào mừng toàn thể các bạn trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay ta cũng tiếp tục với cuộc hành trình của Sakuna không? Hôm nay lại một ngày mới để bắt đầu rồi. Hôm nay ta tiếp tục xem là hôm nay Sakuna có những cái trải nghiệm gì mới trong quá trình mà ở cái đảo hoang nhé. Hiện tại ở đây vì cái game ấy, hiện tại ở game này sau một thời gian mình làm vài video đầu ấy, mình cố gắng mình xem nội dung của game một chút ấy, thì mình thấy là rất nhiều đoạn thoại đã sinh ra nó không hỗ trợ quá nhiều cho game ấy. Thành ra bây giờ mình có lẽ mình sẽ để rút ngắn thời gian của một người xem lại. Mình thấy cảm giác là nếu cứ cố gắng mà kiểu dịch từng câu từng chữ thì cảm giác hơi mất thời gian một người chút. Thành ra mình sẽ bỏ qua bớt một số đoạn thoại nhé. Thế có thể cho bạn xem một số đoạn text cứ chạy nhanh nhanh một tí thôi. Mình sẽ bỏ qua bớt một chút để mình rút ngắn lại, mình tập trung vào nội dung của game nhiều hơn thôi. Tại vì ra đây rất nhiều cái câu thoại nhiều khi chỉ là sự trò chuyện ấy. Thì đôi khi cái sự trò chuyện đó lại không hỗ trợ nhiều trong quá trình chơi game. Có những cái câu nào liên quan đến vấn đề phải chơi game ấy thì mình sẽ có lẽ mình sẽ nói cụ thể hơn. Và những cái câu nào không liên quan lắm có lẽ mình sẽ rút ngắn nhé. Hiện tại đây ví dụ bạn thấy đây nhiệm vụ chúng ta xuống đảo đất thôi. Nói chung đại khái là kiểu đất khô cằn, ta phải cuốc đất lên một chút, cũng như là nhặt các viên đá viên sỏi ảnh hưởng đến cái đồng ruộng của chúng ta để chuẩn bị cho một mùa gieo trồng mới. Ok, tại đây mình đang dùng Sakuna thử một số cái động tác đầu tiên để biết qua công việc thôi, còn về cơ bản mình sẽ ấn hoàn thành luôn cho đỡ mất thời gian. Ở đây mình có một viên đá, mình sẽ nhặt luôn nó đi cho nó gọn đúng không? Đó, mình ấn hoàn thành luôn rồi để cho qua công việc luôn, ta tiếp tục đi tiếp trong game có những cái gì mới không, mình sẽ hoàn thành luôn công việc nhé. Ok, như vậy ta đã hoàn thành xong công việc không? Ok, nói chung là có thể thấy Sakina nó khá mệt mỏi, cơ bản rất lại trò chuyện một hồi thôi. Nhưng bây giờ mình sẽ không tập tâm vào mấy cái trò chuyện này nữa, chỉ lướt lướt qua chỗ này thôi. Và bây giờ hiện tại ở đây bạn thấy một điều là đất đai vẫn dấu hiệu của sự khô cằn rồi và đang kiểu rất là hơi thiếu dinh dưỡng ấy. Thì việc chúng ta cần làm ở đây chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho cây đúng không? Thì hiện tại ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị đến một nhiệm vụ tiếp theo, đó là nhiệm vụ về bón phân. Nên mình ta phải bón phân cho đất để cho đất nó tơi xốp hơn để ta trồng lúa được dễ dàng hơn. Bây giờ ta Uemon sẽ hướng dẫn ta cách làm nhé. Các bạn có thể nhìn đây, bạn biết đây khu nào, đây là khu vệ sinh không? Để ta lấy phân từ đây để ta đem làm phân bón cho cây. Ở nhiệm vụ này hãy tiếp tục ra Sakuna làm thôi. Sakuna cái nhiệm vụ vào đây ủ phân thứ linh tinh, đem ra cái hố đây. Đây chính là cái hố để ta ủ phân nhé. Đấy, mọi người sẽ phải đem vào đó để ủ ở đấy. Từ đó đất đai mới có chất dinh dưỡng để có thể trồng được hiệu quả năng suất cao hơn. Nhưng đoạn thoại nói rất là dài, nói chung là tóm gọn ý chỉ có như thế thôi. Tóm gọn ý lại chỉ có đơn giản là đi nhiệm vụ tiếp theo là đi bón phân thôi. Còn bây giờ nếu mình dịch từng câu ra rất nhiều thời gian mọi người, mình không dịch nữa. Chỉ cho mọi người xem lướt lướt thôi. Còn nếu bạn nào có nhu cầu đọc hết thì có thể ấn giữ video lại tí để nhìn cái đoạn chữ mà mình dịch nhé. Hiện tại mình sẽ bỏ qua đoạn đấy cho đỡ mất thời gian. Tất nhiên mình cũng không ấn kiểu bỏ qua luôn, cắt luôn trong video đâu, mình vẫn để mọi người xem text nhưng mà xem dạng nhanh nhanh một tí. Ok, bây giờ ta tiếp về rồi, ta sẽ đổ phân vào đúng chỗ là coi như ta hoàn thành nhiệm vụ bón phân thôi. Và thực ra để ủ phân nó cần một số nguyên liệu ấy, tuy nhiên là mình tiện nguyên liệu nào mình dùng nguyên liệu đó thôi. Vì rất nhiều nguyên liệu mình thấy nó ghi đề xuất ấy, nhưng quan trọng mình chả biết kiếm ở đâu. Bây giờ mình mới chơi game này nhiều cái mình không biết, thì nhiều cái nguyên liệu mình không biết nó kiếm ở đâu cả. Thôi tốt nhất là ta có nguyên liệu gì mình vứt vào cái nguyên liệu đó. Thực ra nhiều nguyên liệu cũng chả liên quan lắm, mình vứt vào bừa, nói chung là dư cái gì vứt vào đó. Thì có thể ta sẽ tăng thêm cái độ dinh dưỡng cho cái phần, vì cái này có những cái chỉ số ấy. Nhưng quan trọng các chỉ số này về đất thì thực sự mình không hiểu lắm. Thực sự mình không hiểu lắm. Nó có rất nhiều chỉ số về đất mà mình không hiểu. Nói chung là bạn thêm các cái chất khác vào ấy thì nói chung sẽ thay đổi cái nồng độ thức của đất, nó làm thay đổi cái thuộc tính của đất một chút. Nhưng thôi tuy nhiên mình cứ vứt bừa bừa tí vào đi, để ra mình muốn đi trải nghiệm cái gameplay hơn là nhiều khi là trồng lúa. Trồng lúa là cơ bản là việc ngày nào cũng phải làm rồi, mình không quan trọng quá nhiều. Ok, mình sẽ quay trở về cái map xem mà hôm nay chúng ta tiếp tục đi đâu nhé. Ở đây khi mà chỉ đến từng nơi ấy, bạn chỉ đến từng nơi sẽ hiện ra những cái vật phẩm có thể rơi nhé. Tại vì trong quá trình mà đi chơi game này ấy, trong các cái map khác nhau rơi những cái nguyên liệu khác nhau ấy, để bạn dần dần sau bạn chế cái thứ khác nhau ấy. Nên thành ra bạn phải chú ý là cái chỗ nào chứa cái gì không. Ở đây có số cái lấp lánh thì nên đánh được thêm một số cái quặng không. Đây là đánh với chỗ nào lấp lánh để lấy thêm quặng này. Đánh những cái đám cỏ lấp lánh để lấy thêm quà. Nói chung là từ ngày bắt đầu chuyển sang dùng tay đánh thì thấy cảm giác đánh dễ hơn rồi. Nói chung vẫn vài cái vẫn hơi khó nhưng mà cơ bản nó nhẹ nhàng hơn việc đánh bàn phím rất nhiều. Ngày xưa mình đánh bàn phím mình bị cái rất dở, đánh bàn phím rất hay bị kiểu dính phím hay ấn nhầm phím ấy. Thì đánh bằng tay đánh nó đỡ nhầm hơn, nó vẫn có nhầm nhưng mà đỡ hơn chút. Đây vẫn có một số cái lấp lánh đằng sau thì mình sẽ đánh một tí lấy thêm quặng nhé. Đánh bao giờ hết lấp lánh thì là hết quặng nhé, hết lấp lánh là hết quặng.
Và cho bọn tỏi mình kinh nhất là mấy con cầm cung ấy. Mấy con cầm cung nó bắn từ xa rất là khó đoán. Còn những cái con đánh cận diện thì mình không sợ lắm. Nhưng được cái là những con cầm cung ấy, tuy nó khỏe hơn nhưng mà nó lại nhanh chết hơn, máu nó ít hơn. Thế ra bọn đánh nó 1-2 nhát nó chết. Còn những cái con kia nó đánh ít nguy hiểm hơn thì đánh nó lâu chết hơn. Thế ra nó không phải lo lắm thôi. Tiếp tục những cái đám cỏ sẽ đánh ra thêm quà nhé. Chỗ này mình đã từng đi qua và thấy cắm cờ không? Chẳng qua mình đi tiếp, mình hoàn thành nốt một số nhiệm vụ thôi. Cũng như là lấy thêm nguyên liệu thôi, đánh lấy thêm nguyên liệu như hoàn thành nhiệm vụ một tí thôi. Để vì mỗi map có nhiều nhiệm vụ nhỏ nữa, mình chưa hoàn thành xong ấy, thì có áp sao đi hoàn thành chúng. Tất nhiên là nhiều nhiệm vụ cũng chẳng hoàn thành đâu, nhưng mà nói chung từ từ á. Hiện tại tầm thời điểm mình quay video này, mình vẫn chưa biết đánh con chim thì sao cho dễ nhá. Mình đánh con chim vẫn khá là ngượng ngùng, mình đánh nó hơi khó. Nói chung mình không quen điều khiển đánh con chim lắm. Thôi mình sẽ cố gắng tìm cách khắc phục sau, trước mắt giờ tìm cách giết được nó đã. Còn cái về sau đánh sao thuần thục sau tính sau. Nên mình điều khiển nút đánh con chim trên trạng thái trên không thì chưa tốt. Còn nói chung là game này về cơ bản mấy cửa về sau bắt đầu cũng độ khó tăng lên nhé. Thì ra nếu bạn đánh không cẩn thận vẫn thua bình thường thôi. Nó không phải cái game mà cứ xông vào đánh tí là xong đâu. Đánh cũng nhiều vấn đề lắm. Thứ hai về sau một số cửa bạn phải chọn kỹ năng cho hợp lý nhé. Tức là về sau Sakina có nhiều kỹ năng hơn ấy, thì bạn tiến hành là lựa chọn xem là nên dùng kỹ năng gì. Có cái điều mà gần như về sau mà mình quan tâm. Còn lúc đầu mình mới chơi mình không để ý đâu, nhưng về sau mình thấy cảm giác là phải chọn cả kỹ năng đấy. Nhiều khi chọn đúng kỹ năng đánh dễ hơn. Giống như lúc bạn xem mình đánh con boss ý, cái con boss con lợn to to ở cái đảo với con tập trước ý. Bạn có thể thấy một điều là đánh con đấy mình chọn kỹ năng đánh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng tất nhiên là con đấy mình đánh trạng thái mình chưa có đồ nhiều, tức là mình đang sát thương rất là bé, mình đánh kiểu đấy. Và về sau mình sẽ tiến hành nâng đồ lên thì mình đánh sẽ kiểu khác nhá. Vì mình chưa nâng đồ nên thì ra lúc đấy mình đánh con đấy gần như sát thương không mất máu. Thì mình phải đánh theo kiểu đập con địch va chúng con đấy để mất máu. Còn sau này khi mình nâng được đồ rồi ấy, lúc đấy mình sẽ đánh trực diện nó luôn mà không cần phải đi qua vấn đề là đánh đập địch vào địch ấy. Không, mình không phải đánh con khác vào con khác, mình đánh trực diện nó cũng được. Đây là khi bạn để ý phía bên góc bên trái, phía trên góc bên trái nó có những cái chỗ cái dấu tích là cái đấy nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi. Còn những cái chỗ màu trắng chưa có dấu tích là lấy chỗ nhiệm vụ mình chưa hoàn thành thôi. Thì mình xem các nhiệm vụ đó mình hoàn thành cho hết. Thì nói chung nhiều nhiệm vụ mình xem biết là nhiệm vụ như thế vẫn không hoàn thành được. Nhiều khi kiểu đánh chưa quen, đánh nhiều cái vẫn hơi khó. Nhưng thôi nói chung là từ từ được cái nào giải quyết được cái nào hay cái đó. Nó giải quyết từ từ thôi. Bao giờ cái map bọn chỉ vào nó ghi 100% lúc đấy mới là hoàn thành hết. Và bây giờ nó chưa 100% tức là vẫn còn cái phải làm. Chiêu đập này khá là hay, chiêu này đập nó sát thương rất là lớn mà đánh một phát diện rộng luôn. Tức là đập trúng một con là bay luôn cả đống. Diện đường nó phá luôn mấy cái đá. Để mấy cái đá nhọn nhọn đây nó là mình mất khá nhiều máu. Thì ra mình rất là sợ mấy cái đá đấy. Không may nhảy vào mấy cái đá đấy để mất máu cũng nhanh kinh khủng luôn. Boss đánh là nhiều khi không mất nhiều máu mấy viên đá ở đâu. Và trong quá trình đi cố gắng làm sao đánh hết những chỗ nào lấp lánh để lấy nhiều quà nhất có thể nhé. Ok, đập cái này vỡ luôn cả đá phía trên này. Phía bên kia có quặng không? Mình sẽ ra đấy đập quặng một tí nhé. Đây là quặng đồng không? Đây là quặng đồng không? Đó là rơi những cục thịt kìa, có thịt có tiền kìa. Đi tiêu diệt cái con bắn ném lựu đạn trước, con này rất là nguy hiểm, nó bắn ném lựu đạn nguy hiểm lắm. Ném lựu đạn này bắn cung của những cái con phải tiêu diệt đầu tiên. Những con đấy xác suất rủi ro rất là cao. Còn những con khác thì kệ. Đấy đánh nhau rơi rất nhiều quà, đánh nhau rơi rất nhiều quà. Nhưng tuy nhiên nhiều cái quà trong này mình vẫn chưa biết dùng làm gì. Chẳng qua mình cứ thấy trước mắt là cứ có cái nhặt thì đã, mình biết đâu về sau dùng ấy. Còn hiện tại thực sự nhiều thứ mình vẫn chưa biết là dùng như thế nào. Ôi trời, không may nhảy trúng vào cái kia mất ít máu rồi, nhưng không sao. Vì còn mỗi con này là xong đúng không? Nhưng tuy nhiên ở đây có một nhiệm vụ mình đã từ 5 lên thành 9. Nhưng một nhiệm vụ mình chưa hoàn thành được tí nào. Nói chung là cứ giải quyết dần dần thôi. Nói chung là giải quyết dần dần thôi. Và để ý ở phía trên nó có cái chỗ expansion rate ấy. Đến cái đấy là ý là hoàn thành bao nhiêu phần trăm của cái map đấy. Thì nhiều cái thực ra biết là phải làm như thế nhưng mà không tìm được như thế. Hoặc là không đạt được như thế. Rất là khó.
Nhưng tất nhiên là nếu game phải tí khó mới có cái phải trải nghiệm, còn nếu game nó dễ quá đôi khi lại hơi chán. Thì nói chung nó khó một chút thì không sao, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách giải quyết sau. Hiện tại trời bắt đầu đang trở tối này. Và phải để ý một điều nhé, là trong ban đêm ấy bọn quái vật đánh đau hơn rất là nhiều nhé. Và mình có một cái nhiệm vụ cần phải làm, nhiệm vụ đánh khoảng 40 con quái trong đêm ấy. Mà đánh trong đêm thì phải biết nó mạnh như thế nào không, thành ra nhiều khi đánh rất là khó. Nhưng mình sẽ cố gắng đánh thử xem, mình nghĩ là cũng rất là khó. Vì bình thường ban ngày đánh mình mất khoảng 1-2 máu ấy, thì ban đêm đánh mình gấp 10, gấp 20 lần. Tức là nó mạnh hơn rất 10, gấp 20 lần, thành ra đánh rất là khó. Ban ngày đánh thì nhiều khi thanh máu thì không mất mấy đâu, ban đêm đánh mất nhiều kinh khủng luôn. Tại ban đêm mà quái vật nó mạnh lên, còn mình sẽ bị yếu đi. Thứ hai là mình đang đói nhá, thì nhiều cái ảnh hưởng lắm. Những cái đánh trong bóng tối rất là khổ, đánh trong bóng tối rất là khổ. Vừa khó nhìn chớ mà sát thương mình còn yếu đi, địch thì sát thương mạnh lên, đâm ra mình tỷ lệ mình thua rất là cao. Dù đây mình sẽ bị bọn tỷ lệ cao, sẽ bị bọn chim mình rỉa chết thôi, tại vì mình có rất ít máu. Còn đôi khi một số con nó kẹt trong góc ấy, nó kẹt trong góc, nhiều khi đánh không trúng được. Nhiều khi cũng hơi bí ở tí, không biết là lỗi game hay sao, nhiều khi cảm giác một số con nó kẹt trong góc. Đấy, biết con chim nó bay lơ lửng mình rất là khó tiếp cận nó. Ok, nói chung là nó đánh bại mình mất rồi, nó đánh bại mình mất rồi. Ok, lại tiếp tục bị nó tiêu diệt rồi, có vẻ nhiệm vụ này không khả thi với mình rồi. Nghe từng cái việc mà đánh mấy con quái trong đêm mà hơi khó nhá. Vì trong đêm chúng mạnh quá. Thứ hai là chúng bay lơ lửng nhiều khi hơi khó phán đoán. Nhiệm vụ đánh thêm vài lần nữa hôm qua chắc mình phải chuyển sang làm nhiệm vụ khác thôi. Nói chung là vẫn tiếp tục bị bọn chim nó hội đồng, nó đánh hội đồng cái này nghe chừng có vẻ khó đánh rồi. Cả thỏ cả chim nó rỉa cái này thì chắc là thua chắc rồi không? Lại hết máu rồi. Nghe chừng nhiệm vụ này có vẻ căng, có vẻ khó đấy. Yeah.
Ok, nó lại hạ mình lần nữa, nó lại hạ mình tiếp tục rồi. Nghe chừng căng quá, nhiệm vụ đấy phải căng quá. Nói chung mình còn nhiệm vụ cuối là cái nhiệm vụ khó nhất là đánh 40 con ấy, trong buổi tối là vẫn chưa hoàn thành nhé. Căng lắm, còn nhiệm vụ kia thì cơ bản hoàn thành rồi. Nói chung là có hoàn thành được 3 trên 4 cái rồi. Nhưng chừng vẫn căng cái cuối á. Đánh nghe chừng có vẻ không khả thi lắm. Ok, lại tiếp tục thua tiếp rồi. Nghe chừng cái này có vẻ không khả thi chút nào cả. Ok, trước mắt là mình rút về căn nhà đó nha. Chúng đánh thua nhiều quá mà rút về đã. Không, chứ ở lại nghe chừng căng quá. Thường thì khi mình đánh xong map thứ linh tinh là lúc đấy mình kiểu bị đói ấy, thì mình hay quay trở về cái chỗ của Mithe ấy để mình bắt đầu mình tổ chức một bữa ăn. Ăn xong mình sẽ no, mình sẽ có sức khỏe đi đánh tiếp, cũng như là có thể ngày hôm sau có thể lại đi bắt đầu ngày mới luôn. Ăn xong có thể sang ngày mới luôn. Nói chung nhìn qua cái đống này cơ bản là xem cái gì có thể chế biến thì mình chế biến nhé. Ở đây một số cái công thức ấy, nếu cho mình chế biến hết cái đống này xem được thêm cái gì không luôn. Đây có khá nhiều món thì nói chung cái gì đủ nguyên liệu mình cứ chế biến hết thôi. Mình chế biến hết thôi, mình chả để làm gì cả. Ok, như vậy mình hoàn thành xong hết những cái món ở đây không? Sau đó mình lại tổ chức bữa ăn thôi. Và sau khi ăn xong mình sẽ được chuyển sang ngày mới không? Thế ra mình cứ ăn cho no cái bụng đã rồi sang ngày mới lại tiếp tục đi hành trình tiếp. Nói chung là trong cái bữa ăn thì thường có rất nhiều câu chuyện diễn ra ấy. Nhưng mà thôi thì nhiều khi mình bỏ qua mấy câu chuyện này thôi vì nó không ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện ấy, gần như là không liên quan lắm, nó chỉ là một số cái vấn đề về đời sống ấy, người ta chia sẻ trong bữa ăn thôi, nên ra mình bỏ qua đoạn này nhé. Nhưng nếu mình dịch cố đoạn này nghe trường căng lắm, thấy rất là nhiều chữ không, thấy rất nhiều chữ thì mình bỏ qua đi cho nhanh thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang ngày tiếp theo, sang một ngày mới như thế nào nhé. Ok, này bắt đầu ngày mới ở chỗ của mấy cô cậu bé. Hiện tại là Kiyamaru là bắt đầu vừa tự ngã tự khóc này. Nó có vẻ cái việc đó làm cho mấy bạn kia rất là tức giận này. Và Mithe thế ở ra xem tình hình thế nào dỗ dành ấy. Nhưng có vẻ mấy bạn Kita thứ này tự ái rồi. Với Yuji bỏ đi hết rồi. Nói chung là đến hỏi thăm một chút thôi đúng không? Và quay về trên cánh đồng hiện tại đây trong cái kho có cái gì đó mình sẽ vào thử xem có cái gì nhé. Mình xem trong kho này có cái gì không nè. Ở đây là những cái mầm, cái giống lúa mình đã được ươm mầm này. Ok, mình lấy kiểu mình nhận chúng để cái kiểu đem ra rắc mạ thôi. Hôm nay mình đi rắc mạ thôi. Ok, mình lại xuống đây mình rắc mạ thôi đúng không? Cái này mình có thể hoàn thành luôn công việc này, em chỉ cần ấn vài cái tượng trưng rồi về sau mình sẽ ấn hoàn thành luôn thôi. Cho đỡ mất thời gian vì công việc này bạn từng xem các video trước rồi. Ok, mình ấn hoàn thành luôn nhé. Ok, đây tại mình có thêm một vùng đất mới này. À đâu, thêm hẳn lúc hai vùng đất mới luôn này. Ok, mình sẽ xem khám phá từng vùng một á, mình đi khám phá từng vùng một. Ok, mình đến một cái vùng đất mới này, tông màu nó tươi sáng và màu xanh nhiều hơn đâu. Các vùng đất kia kiểu hơi tối tí. Nó cũng là cây xanh thứ thôi nhưng mà kiểu trong khung trời tối hơn tí trong cái động ấy. Thì đây cảm giác bên này nó thoáng đã hơn. Nhưng mà nó cũng nhiều vách đá hơn và nhiều chim hơn. Mà mình sợ nhất là bọn chim. Bọn chim nó làm mình bị mất máu rất là nhiều.
Ok mình đang đi thử. Ôi giời ơi, nãy giờ rơi vài phát nó mất hơi nhiều máu rồi. Chưa làm ăn được cái gì. Ôi, đừng nói là rơi tiếp. À chưa rơi may quá. Chưa rơi. Ở đây những cái cây nấm nó đập đi đập qua kìa. Ở đây có thêm những cây nấm này nó có khả năng phản lại đòn tấn công kìa. Nếu con chim nó cứ bay bay thì mình rất là khó chịu nhá. Mình chưa biết xử lý với con này làm sao. Cảm giác là chưa biết điều khiển nút làm sao cho nó nhạy nhất thôi. Còn về lý thuyết là bắn chúng nó là ok không? Làm sao đánh chúng nó luôn lập tức ấy. Thì đấy hơi khó một tí. Nói chung mình là đánh cái bọn chim mình đánh hụt rất là nhiều. Có một con chim đánh ra nãy giờ không đánh trúng được nó này, khổ quá đi mất rồi. Ok bỏ qua đi mà đi tiếp không? Cứ bỏ qua đi tiếp nó cứ không tha cho mình. Buồn cười nhất là mấy cái cây nấm nó đập đi đập lại. Đánh vào nó cứ đập đi đập lại này. Nó không bị rụng ra khỏi đất nhưng mà nó cứ bám đi bám lại. Nó có thể lợi dụng nó là đánh để phản lại đòn của đối thủ không? Kiểu đánh một con đập vào cây nấm nó bật ngược lại nhỉ. Ôi này nhiều chim này, khu này nhiều chim quá, trời ơi nhiều chim quá. Bọn chim này phá phách quá đi mất thôi. Ôi trời chết rồi, mình lại bị báo động máu rồi, sinh mệnh sắp hết rồi. Ôi suy rơi. Nhưng còn con chim này không giải quyết được nó cũng dễ rơi lắm. Phải giải quyết bọn chim mới an toàn được. Ôi thôi xong rồi, ok. Mình lại rơi trúng vào cái đống trông đá rồi. Ok, mình lại bị hy sinh rồi. Ok, cơ bản bây giờ có lẽ mình lại đói rồi thì mình phải sau khi kiểu lúc nãy kiểu mình đi gieo mạ xong hết cả ngày ấy, thì ra khi mình đi đánh boss luôn nên kiểu hơi bị đói rồi. Giờ mình quay trở về nhà mình ăn uống lại một tí đã, lấy thêm sức khỏe mới lại đi tiếp tục đi hành trình tiếp được. Thì là mình đã chui về nhà mình đi tìm mê thê thứ linh tinh để mình ăn thêm bữa tối thôi. Đi qua hỏi thăm Tama tí thì quan trọng cũng không có gì đặc biệt lắm. Tama chỉ giới thiệu qua mấy câu chung chung thôi. Thế ra mình lại quay về mê thê để hỏi bữa tối. Ok, tối nào vậy, tối nay nó lại có thêm cái câu, lại có những cuộc trò chuyện không? Nói chung mấy cuộc trò chuyện này mất thời gian lắm. Mình sẽ bỏ qua nhanh một chút cho mình đi tua nhanh một chút cho mọi người xem nó nhanh nhé. Tại vì những cuộc trò chuyện nó không ảnh hưởng đến cốt truyện lắm. Nó chính xác là nó là cốt truyện nhưng mà quan trọng là nó không ảnh hưởng đến quá trình mình chơi game ấy. Thế ra mình cứ bỏ qua bớt đi cho nó nhẹ nhàng thôi. Kiểu này nói là các vị thần đến sao thấy cả chúa thứ linh tinh ở đây này. Không sao, mình sẽ bỏ qua cái đoạn này đi. Nhưng mà vẫn để cái dòng chữ chạy lần lượt nhé. Tại vì nhiều khi cũng không để bỏ qua nhanh được. Bắt buộc phải để lại những dòng chữ chạy dần lượt thôi. Không có chữ skip qua luôn. Nhưng mà sẽ để luôn tốc độ nhanh nhất có thể thôi. Ok, cùng kết thúc cuộc trò chuyện không? Nói chung Sakuna các vẻ lại giận dỗi rồi. Lại bỏ bữa cơm đi rồi. Nhưng không sao. Ok, bây giờ ta sang ngày mới, xem ngày mới hôm nay sẽ bắt đầu có những cái gì nhá. Hiện tại trong này mình thấy có một dấu chấm than, mình vào thử xem trong kho có cái gì không nhá. Dạ, trước mắt ở đây mình đang có đây một cây chổi, mình sẽ check thử cây chổi xem được cái gì. À, chỉ lấy được cây chổi thôi à. Còn cái gì nữa không nhỉ? Không biết còn cái gì bên trong này không? Bên trong còn dấu chấm than đó mà cơ bản mình chưa biết là cái gì, thôi mình cứ đi qua chỗ khác nhé. Ở đây check trên cây sẽ được một cái quả nhỏ nhỏ, không biết là quả gì mà sẽ được một cái quả. Tiếp tục ở đây chắc là nó yêu cầu thêm phân bón chứ. Có lẽ mình sẽ tiếp tục ủ thêm phân nhá. Và như cái thời gian ủ phân nó tầm khoảng 10 tiếng. Có thể mình thêm một số thành phần như là ủ lại thêm phân nữa. Để cho cái đất đai được màu mỡ hơn. Như là nhổ qua chút cỏ dại bên đường không? Có khá nhiều cỏ dại quanh đây.
Nói chung thì game này chủ yếu mình quan tâm đến việc đi map nhiều hơn, nhưng còn mấy vấn đề về nông nghiệp mình không hiểu lắm. Thật sự nhìn mấy chỉ số về đất đai chả hiểu cái gì cả. Nhưng mà thôi, nói chung là mình cứ chơi thôi, cứ chơi dần lượt thôi. Về sau từ từ biết dần thôi. Chứ thật sự mà nhiều cái chỉ số mình chả đọc không hiểu gì cả. Đã qua mình biết qua một số cái giai đoạn của các cái công tác làm kiểu làm đồng của bên kiểu này lấy bối cảnh bên Nhật thì chắc là kiểu người Nhật ngày xưa người ta làm ra cây lúa như thế nào chứ, kiểu hôm nay như thế. Và mình đi giải quyết vấn đề đi map là chính thôi. Ok, đây gò đến gặp bạn ở Kinta một chút xem có gì không. Kinta nó có cái ước mơ muốn làm một cái kiểu thợ rèn đấy, một cái kiểu nghệ nhân thợ rèn đấy. Ở đây như ta lật cho người ta một cái, hình như bây giờ Kinta nó có một cái kiểu giống ngôi nhà ấy, một ngôi nhà chắc là giúp để thực hiện ước mơ thợ rèn đấy. Có cả Ashigumo ở đây này. Ok, có lẽ đây sẽ là cái xưởng rèn tương lai đấy, đây có lẽ sẽ là cái lò rèn tương lai đấy. Ok, đây về cái kiểu không gian bên trong nhé. Nhưng mà có lẽ là bạn Kinta đi cùng với Ashigumo xuống kia tầm sư học đạo gì đó rồi. Thế ra mình lại đi ra đây, vào xem qua tí cho biết thôi. Còn bây giờ mình lại đi ra không? Bên này là vẫn lắm cỏ bên đường thì mình sẽ nhổ bớt cỏ đúng không? Cho nó đỡ làm hại cây trồng của mình. Mình muốn thử xem những cái cỏ vừa nhặt được có thể vứt vào đây không, tại vì ra cỏ là một trong những nguyên liệu làm phân bón mà mình có thể vứt chúng vào đấy làm phân bón ấy, nhưng không biết có hiệu quả hay không đâu. Ở đây bây giờ mình sẽ quay trở lại map để xem đi tiếp được không nhé. Mình sẽ quay về cái chỗ mà mình đang kẹt. Lần trước mình đi hướng đằng kia lắm chim quá, này mình sẽ đi thử sang hướng bên tay phải nhé. Hôm nay lần trước mình đi là đi bên hướng tay trái, rồi sang bên tay phải. Ok, đây thêm con lợn rừng đấy không? Và quái vật xuất hiện thêm con lợn rừng. Và đây mình vừa đập con boss dính vào cây nấm nó phản ngược lại không? Giờ cây nấm này cũng khá là hay đấy, mình có thể tận dụng cây nấm để đánh địch dễ hơn. Và đây sang tiêu diệt mấy con cầm lựu đạn như con cầm cung trước đi, mấy con đấy nguy hiểm hơn nên tiêu diệt trước. Rồi cái này đập những con này va vào cây nấm bật đi bật lại. Tiêu diệt cái con tổng cung chứ ta an toàn không? Nó chết rồi, nó vẫn chưa chết. Để lên tiêu diệt nốt nó đã. Để nó bắn từ xa rất là nguy hiểm nhé. Tốt nhất là tiêu diệt nó sớm cho nó an toàn một chút đi. Đó là đây, mình chỉ cần đánh một con nó đập một cây nấm nó phản đi phản lại, sát thương nó tăng lên rất là nhiều. Ở phía bên kia mình thấy có một cái món quà, tuy nhiên là mình không biết cách nào để nhảy qua bên đó ấy. Nên ra mình lại đi thẳng tiếp. Tại vì ra bên kia, thực ra nhảy qua bên kia sẽ được một cái bí kíp gì đó từ bên kia ấy. Tuy nhiên là mình không thể nào nhảy qua được, mình chưa biết cách nhảy làm sao ấy. Nên trước mắt mình cứ đi sang bên này trước đã. Nói chung trong khu rừng này có 3 loại động vật nổi bật ở hiện tại đúng không? Tức là con lợn này, con thỏ với lại con lợn, thỏ với con chim là 3 con đại diện hiện tại. Có thể hình dáng khác nhau mà đa phần là 3 giống loài chính ở đây hiện tại. Không biết về sau có thêm con gì không, mình không biết, hiện tại chỉ có 3 con đấy đã. Các bạn mình rất là ngại bọn chim này. Có thể mình đang dự định là định cho con chim ra đây ấy, để cho con chim bay qua mình bắn bám vào con chim ấy, mình bay sang bên kia. Nhưng tuy nhiên có vẻ việc đấy hơi khó tí, bọn chim cũng bay sát sát. Bay từng con một thế này mình lại tiêu diệt từng con. Chứ lúc đầu mình định đi sang bên đó chim bay theo ấy, thì chim bay giữa mình sẽ bám một con chim bay sang bên kia luôn, để xem bên kia có cái gì. Tại vì tại mình vẫn chưa thể bay sang bên kia được. Nhưng hiện tại nói chung là kế hoạch nó không thành công lắm, bọn chim chỉ bay một con lẻ, và nhiều khi nó bay bám sát mình quá, mình không thể bay sang bên kia được.
Và nhiều khi bạn để ý một điều, ta nhiều khi không cần đánh chúng, mà nhiều khi chúng có thể tự đánh chính chúng, hoặc chúng tự va vào bẫy, thành ra nhiều khi mình không cần đánh chúng đâu. Không, nhiều khi mình đứng yên một chỗ, nhiều khi địch còn tự giết lẫn nhau cơ. Nên thành ra nhiều khi có nhiều cái, nhiều khi không cần đánh vẫn thắng được. Thì chúng ra bên ngoài cùng mình đập một con thỏ bắn vào kia, nó đập vào nhau, và thấy sát thương nó tăng lên rất là nhiều và chết rất là nhiều luôn. Mình đánh kiểu vậy sẽ hiệu quả rất là nhiều. Hay là việc mình đánh từng con một ấy, mình sẽ đánh kiểu va đập vào nhau. Hiện tại con nó bị kẹt phía trong cái cây nấm kìa. Mà cảm giác nó không thể nó chui ra được, cái sao nó cứ kẹt bên trong cây nấm. Mình không biết xử lý con đấy như nào đấy. Lại gặp bầy chim nữa rồi. Cái này nhiều vách đá quá nhỉ, cái này nhiều cái đá nhọn quá. Mất sinh mệnh hơi nhanh. Ô, bà này nó lao lia lịa vào cái cây nấm, mà thấy thì nó đập lia lịa kìa. Cây nấm đập lia lịa kìa. Nhiều khi mình đang đứng đây suy nghĩ ấy, thì mình chợt nhận ra một điều, đôi khi mình đứng đây suy nghĩ một lúc ấy, mình sẽ tự nhiên thấy là điều là mấy con chim ấy, đôi khi nó tự động nó kiểu nó thấy mình ở đây ấy, nó tưởng nó muốn lao xuống và đánh mình ấy, nên ra từ nhiều khi tự động bị vào những cái gai nhọn phía trên này, cái gai nhọn phía trên tự động giết nó. Rồi khi nó lao định lao xuống tấn công mình, nên thành ra nhiều khi mình đứng yên ở chỗ đấy là tự động nó tự chết ở trên đấy luôn. Thành ra mình đỡ phải đánh mấy con chim, thay vì mình lên đánh nó rất là khó khăn ấy. Mình đứng yên ở phía dưới một cái đống trông đá này, rồi tự động một con chim nó lao xuống tự động nó giết tự chết luôn. Ở trên kia thì vẫn còn một con chim nó đang bay đập vào cái cây nấm, mà bị cây nấm nó phản lại kìa. Có thấy phía trên không? Là cây nấm đang phản lại chính cái con chim đó, con chim nó tự động giết chính nó luôn. Thành ra nhiều khi cây nấm hay phết ấy, nó giúp mình đỡ phải đánh mà vẫn thắng. Thành ra nó đơn giản rất là nhiều. Hay nhiều khi bị ăn hên quá mình không biết, nhưng mà cảm giác nó hên hên như thế. Mình chờ nó chết văn vãn rồi bắt đầu mình chui lên thôi để xem còn sót con nào mình xử lý nốt. Nó vẫn chưa hiện ra cờ, chắc là có lẽ vì đang kẹp một con trong này. Nhưng con này nó không thể nào ra được bên ngoài ấy, vì mình tìm cách đánh nó. Mình thấy ở đây như nó gần như không thể nào ra được quả. À nên mình có thể đánh cây nấm đập, mình thấy nó có thể mất tí máu thì mình có làm sao đập nó nhiều hơn nhé. Mình cảm giác đập rồi nó có mất máu đi này đúng không? Nó mất máu đi. Đứng chờ một lúc mà nó vẫn không chui ra thì có cách đập cây nấm cho nó mất máu thôi. Nghe chừng nó không chịu ra rồi, để đập cây nấm nó mất máu thôi. Đây mình thấy có hai vạch máu rồi, ít nhất là có hai con kẹt bên trong nhé. Ít nhất hai con kẹt bên trong. Bây giờ ra nó lại càng ngày càng xa hơn rồi, mình không biết đánh kiểu gì cho nó mất máu đấy. Cảm giác bắt đầu ngoài tầm đánh rồi sao, bắt đầu nó ngoài tầm đánh của mình rồi. Đây này đánh gần như không trúng thôi. Không biết phải làm sao nhỉ. Mình thử đi ra phía sau đánh ngược lên xem thế nào nhé. Đây có tí lấp lánh ở phía trên, bữa nay mình lên lấy quà cho. Nhưng mà nghe chừng hơi khó nhỉ. Cái này nhảy hơi hụt rồi. Nhiều khi cảm giác không hiểu sao, nhiều khi bám hụt nhá. Nhưng không sao, mình đã lấy rồi được một khúc gỗ thôi. Ôi trời, bắt đầu tối rồi, bây giờ vẫn chưa đánh ở nó là hơi căng nhá. Vì tối mà quái vật sẽ mạnh lên rất là nhiều. Thứ hai khó nhìn đường nữa. Ôi chết, cẩn thận, rơi vào mấy cái chồng chết dở đấy. Mình phải đi né né tí, không bây giờ rơi vào mấy cái chồng như là tự nhiên chết đấy. Mình cảm giác chiến thắng gần kề rồi. Phát này không thắng được là hơi căng nhé. Phát này không thắng được hơi khổ đấy.
Mình sẽ quay lại đánh thử lại lần nữa xem thế nào nhá. Để lẽ đánh hoài không chết sao trời. Có nghe căng nhở? Có trời, đánh hoài không chết sao trời. Đập 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 cây nấm hoài nó không chết kìa. Không hiểu sao đánh được mấy con ở trong góc này. À đây ok, nhảy lên tí đánh đánh nó gục rồi không? Ok nó gục rồi đấy. Không biết nó có cờ để sáng nhỉ? Có cờ chứ nhỉ? Ôi hình như con bây giờ nó chính thức chết rồi, bây giờ có cờ không? Ok, cờ hiện ra rồi không? Coi như bây giờ chiến thắng rồi. Một chiến thắng nó hơi may mắn một chút nhưng mà ít nhất là chiến thắng rồi, có cờ là ok rồi không? Ok, nói chung là cái cuộc hành trình ở đây hơi vất vả một tí và hơi ăn hên một tí. Rồi có lẽ là mình sẽ tạm dừng video ở đây, mình nó hơi dài rồi. Nói chung là chiến thắng nó hơi may mắn một chút nhưng ít nhất là vẫn là chiến thắng. Thì nếu bạn thấy video này thú vị thì bạn đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và có lẽ bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta chắc là nghỉ ngơi một chút thôi vì chắc đi tiếp hơi khó. Mình đã cố gắng bám đây nhưng nghe chữ không bám được. Cái này không bám dính được ấy. Nên ra kết thúc video tại đây thôi. Tạm biệt mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.